Em chào tất cả các bác. Hôm nay là em chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình vừa trải nghiệm và cảm thấy nó khá hợp lý. Các bác xem video thì nếu cảm thấy phù hợp thì mình có thể thử nghiệm trên cái cây của nhà mình. Còn em thì em cảm thấy nó phù hợp và em vẫn cứ đang sử dụng các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái những cái búp lá nọ. Búp nó non này mà nó hay bị đốm lá như này. Đốm lá như này thì nó sẽ gây ra những cái bệnh thối nhũn. Thì những cái vết như này thì em hay sử dụng bằng mỗi năm ấy là em sử dụng bằng Riromin, có thể là bằng Anthracone, có thể là bằng Mancozeb hay là Metalaxy hay một số những loại khác. Nhưng năm nay thì em sử dụng chủ yếu là bằng cồn sát khuẩn ạ. Đấy là em hay châm vào những cái vết thương này để cho nó có vết thương ấy, có nghĩa là châm để cho nó bục ra, sau em sẽ đổ cồn vào để cho nó khô đi. Em để khoảng 3-5 ngày thì thấy hiện tượng nó dừng, cũng khá là tốt. Nếu như mà cái vết thương này mà mình dùng bằng cái những cái loại thuốc ấy, những cái loại thuốc như Riromin hay là Mancozeb hay là Metalaxy ấy, thì nó sẽ dễ bị dừng cái ngọn này các bác. Thì dùng bằng cồn thì em thấy là nó không bị. Hoặc là chúng ta nếu như bị nặng, chúng ta có thể cắt cái lá đi, cắt lá đi và bôi trực tiếp đây và để khô khoảng 5-7 ngày là sẽ ok các bác nhá. Những cái vết bị đốm như này á, những vết bị đốm như này thì thường thì nó tháng 5, tháng 6 thì này thì nó hay bị ở những cái búp non. Những cái búp này thì là nó rất là non nên là nó hay bị. Còn những cái đoạn thân già này nó ít bị hơn. Đoạn thân này nó cứng thì ít khi bị ruồi vàng châm. Có thể là do ruồi vàng. Ở nhà em thì cũng có cái bẫy ruồi vàng đây. Bẫy ruồi vàng cũng bẫy được rất là nhiều. Em bẫy cả trong cả ngoài luôn. Thì nếu như con nào mà nó bay vào vườn mình mà nó châm cây rồi thì mình cũng có thể bắt được nó. Và những cái con nào mà chưa bay vào vườn thì mình bắt nó ở ngoài vườn. Thì có nghĩa là mình bẫy cả ngoài cả trong để cho con ruồi vàng nó bay vào trong thì nó cũng bị bẫy, mà nó bay ở ngoài thì nó cũng bị bẫy. Thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng cái tỷ lệ cái hiện tượng bị chấm như này rất là nhiều. Và khi các bác dùng cồn thì nó sẽ không bị dừng ngọn. Hoặc là như những cái búp đây. Bác thấy được cái búp này. Búp này chẳng hạn thì hồi trước em cắt rất gần như cụt á. Gần như cụt. Thì nó đốt nó rất là ngắn đây này. Nó bị mất 1-2 đốt. Nó ngắn thì đổ cồn và để khô vài ngày thì nó lại lớn và nó dài ra. Lá ở trên này của nó thì cơ bản là thân dài thì nó ok rồi, nó không bị đốm nữa. Thì cái sử dụng bằng cồn này các bác mà cảm thấy phù hợp thì các bác có thể sử dụng vào vườn nhà mình để giỏ vào những cái búp này để cho nó đỡ bị dừng ngọn. Còn nếu các bác mà dùng các loại như Mancozeb hay là Metalaxy hay là Riomin ấy thì các bác cứ bôi lên nhẹ thôi. Nếu có bôi nặng thì nhiều thuốc quá là nó hay bị dừng ngọn. Nó hay bị dừng ngọn và nó sẽ không ok lắm. Kể cả trên thân của nó các bác nhé. Đây, nhà em có một cái thân này. Thân này là trên thân này của nó bị châm này. Nó bị châm thì em cũng sợ nó bị thối. Thế là em bóc hết những cái vỏ đi. Em bóc hết những cái vỏ đi các bác. Bóc hết cái vỏ và để khô. Và em rửa bằng cồn 2 lần. Rửa bằng cồn nó để khô, rồi lại rửa bằng cồn lần nữa thì là nó sẽ đỡ bị thối. Còn nếu như những cái thân như cái này ấy, thì mà nó bị châm vào thân ấy thì nó hay bị thối lắm. Bởi vì khi mà nó bị châm vào xong mình tưới nước thì nó sẽ loang những cái vết thương ra rất là to và nhanh, và nó sẽ làm cho cái cây nhanh bị thối. Thì khi mà mình chữa được như thế này thì nó đỡ bị thối và nó vẫn có thể là phát triển ngọn được. Mặc dù trong thân hơi xấu nhưng mà mình vẫn nuôi sống được nó và nó vẫn phát triển được. Nhưng mà nếu như những cái vết thương ở trên thân này nhá, ở trên thân dài như này á, vết thương trên thân hoặc ở búp mà các bác mà dùng bằng những cái loại thuốc thì nó sẽ hay bị dừng ngọn và nó sẽ bị chột cây. Bởi vì cái lượng thuốc nó quá nặng, mình bôi trực tiếp mà nó dừng bệnh nhưng mà lại quá nặng thì nó sẽ không đi ngọn được nữa. Nhưng mà nếu mà dùng bằng cồn sát khuẩn ấy thì như em thấy đây là nó vẫn đi ngọn, vẫn phát triển được và nó không bị dừng ngọn. Thì đấy nó cũng là cái năm nay em mới thử nghiệm thôi, chứ còn mỗi năm thì em hay dùng bằng các loại thuốc. Thì các loại thuốc thì năm nay gần như là em dùng rất là ít, tại vì nó hay bị dừng ngọn với cây nó chậm phát triển hơn. Thế nên em những cái cây mà nó dạng như này thì em hay dùng bằng cồn. Một là cắt lá đi, hai là mình châm vào những cái vết thương này. Đấy, cái đoạn nào mà không cắt được nữa thì mình châm vào vết thương thôi, xong mình sẽ dùng cồn mình rửa nó đi và mình sẽ để khô khoảng tầm 3-5 ngày là mình không tưới nhá. 3-5 ngày thì không tưới cả vào chậu luôn. Sau đó thì mình sẽ tưới vào những cái búp này. Khi mà nó khoảng được tầm 10-15 ngày
Đấy, thì những cái búp như thế này thì mình cắt sát đi xong mình rửa bằng cồn nó vẫn có thể để ngọn được. Nhưng nếu các bác mà cắt sát mà các bác mà dùng bằng những cái loại thuốc như Zyromin hay nó có dép và các thứ thì nó sẽ dễ bị rửa ngọn lắm. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà trong năm nay của em thấy là nó khá hợp lý. Mùa này thì cây nó cũng bị hỏng nhiều do là bị những cái côn trùng đốt hoặc là do nấm bệnh hoặc do vườn. Thì các bác cũng nên xử lý để cho cái cây của mình nó không bị bệnh, để tránh được nhiều bệnh hơn. Thì các bác cũng tham khảo cái cách này. Nếu như mà được thì các bác có thể sử dụng, trải nghiệm thử ở nhà để mình có thể thấy hiệu quả thì mình sẽ sử dụng tiếp các bác nhá. Thì em đây là em thấy là những cái ngọn này là em cắt đi nhiều. Những cái ngọn mà nó bị bệnh em cắt đi và em dùng một cồn thì cây nó vẫn phát triển rất là ok và nó vẫn dài ra. Thì mình cố gắng để ý những cái cây lan quý nó có giá trị thì mình nên để ý thường xuyên, để khi mà nó mới chớm bị như này là mình xử lý luôn là nó sẽ cây nó vẫn đi ngọn bình thường. Còn nếu như một trường hợp mà nó gắt quá mà mình không để ý kịp thì mình sẽ cắt gần cụt như thế này. Mình cắt gần cụt và mình cũng dùng cồn nhá các bác. Dùng cồn nó rửa hết tất cả. Xong rồi là nó khô. Đây như cái lá này nhiều khi nó bị thối rồi nhá. Cái lá này này các bác đây. Cái lá này nó bị thối rồi nhưng mà khi mà dùng cồn một phát là nó khô luôn. Khô luôn và bây giờ cây nó vẫn đang phát triển ngọn bình thường. Thì em thấy là cái cồn này nó khá hiệu quả ở nhà em. Thì các bác cảm thấy là nó hiệu quả thì bác có thể dùng thử trải nghiệm để xem nó phù hợp vườn nhà mình không. Đấy, như cái lá này nó đang bị thối này. Nó bị thối rồi và khi em dùng cồn thì nó rất là ok và ngọn nó lại phát triển. Thì đấy nó cũng là một cái cách cũng khá hay. Thì em chia sẻ với các bác cảm thấy hợp lý, hứng thú thì mình trải nghiệm các bác nhá. Em xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào video sau. Em chào tất cả các bác.